Chào mừng quý anh chị đã trở lại với kênh của em Hoàng Xe Tải nha. Thì cũng đã lâu rồi em Hoàng không ra video phụ cho quý anh chị về cái mẫu xe van trên thị trường. Thì sẵn đây bên em vừa mới về một mẫu xe Terra Van V6. Mẫu sản phẩm này vừa mới ra mắt được khoảng thời gian gần đây thôi. Đó thì đang được số đông khá là của mấy anh tài khá là chú ý. Thì mẫu này đang được tải trọng là 945 kg và giá lăn bánh tầm khoảng 300 triệu hơn một chút. Đó, và thùng dài được 26. Thì quý anh chị nào đang cân nhắc mà mình muốn tìm hiểu một dòng xe, mình muốn đang cân đối mình mua một dòng xe van mà chạy được cho thành phố 24/24, không bị cấm tải cấm giờ và cũng như là tải trọng lớn và thùng dài, thì em nghĩ là mẫu sản phẩm này phù hợp với quý anh chị đang cân nhắc nè. Quý anh chị nên cân nhắc cái mẫu sản phẩm này nha. Thì sẵn đây bên em vừa mới về cái mẫu Terra Van V6 2 chỗ. Thì sẵn đây em xin giới thiệu cho quý anh chị về cái phần tổng quan ngoại thất, nội thất và cabin của xe, coi thử là có những gì đó, nó có đặc biệt hay không, và gồm những ưu nhược điểm như thế nào. Và sau đây em xin giới thiệu cho quý anh chị về cái phần tổng quan của xe nha. Đó thì trước tiên quý anh chị thì thấy cái mặt ga lăng phía đằng trước á, thì nó khác với mẫu dòng Terra cũ á, thì nó được thiết kế nó gân guốc hơn, và cũng như là cái chữ logo ở đây Terra Co thì rất là mạ rơm, rất là sáng ha. Và chữ đây GDI nè, đó GDI của xe. Và đèn được công nghệ đó, đèn halogen đó, và có cụm đèn xi nhan và cụm đèn phá xương ở dưới đây đó. Thì theo cơ bản thì dòng ngoại thất của dòng Terra này nó khá là cứng cáp hơn dòng FRM rất là nhiều, bởi vì giá nó cũng trên là khoảng tầm 100 triệu á nha quý anh chị đó. Và cũng như gương á, thì gương hiện tại nó chưa được chỉnh điện nha quý anh chị đó, nó vẫn là chỉnh tay, nó chưa được chỉnh điện đó. Và bên đây thì gồm có một cái xi nhan nhỏ phía bên hông xe nè. Và cỡ lốp của xe á, thì em thấy cỡ lốp cũng khá là to nhất trong phân khúc, đó chính là cái mẫu lốp là 185R14C nha. Đó, mẫu lốp này thì nó được trang bị thêm cặp mâm nữa. Thì cái dòng 868 thì cái mẫu 868 thì được trang bị cái mâm này, còn cái dòng X30i thì chưa có nha quý anh chị đó. Cái mẫu hiện tại nó trang bị cặp mâm này nữa, gồm 4 lốp xe luôn. Và qua bên đây á, thì cái phần về cửa thì cái dòng TRV này á, thì nó chỉ mở một cửa hông phía bên phụ thôi nha quý anh chị. Cái dòng mà FRM thì nó mở được hai cửa hai bên đó. Đó, em sẽ so sánh về cái phần ưu nhược điểm của nó là nó chỉ mở được cái phần một cửa hay một bên thôi. Và cái phần về thiết kế bên trong xe thì được làm là inox dập lá me toàn bộ, và vách này là vách kính, nhưng mà vách kính này có thể tháo lắp mở ra được nha quý anh chị đó. Và trần này á, hiện tại là trần nỉ thôi, nhưng mà được khách em thiết kế là bọc da đó quý anh chị có thể xem nè, bọc da toàn bộ luôn. Thứ nhất là nó giúp cách nhiệt, thứ hai nữa nó sẽ giúp cho độ sạch sẽ của xe nó được thông thoáng hơn, và cũng như là nó nhìn nó bắt mắt hơn, thẩm mỹ hơn. Và hiện tại cái phần phía đằng sau xe á, đó cái mẫu này là Terra V6 nè, đó quý anh chị có thể thấy được cái logo thiết kế ở đây. Và cụm xi nhan phía đằng sau là cụm đèn được thiết kế là thẳng đứng nha. Và một ưu điểm nữa của xe á, thì nó có một cái trước đây cái mẫu cũ của nó thì nó sẽ không có một cái gờ lắp đặt như vậy đó. Khi mà nó bung ra nó sẽ bung ra hai bên như vậy, cái mẫu cũ á nó sẽ như vậy, nó không có độ đứng lại khoảng cứng vậy để mình chở hàng cho nó thuận tiện đó, thì lên hàng xuống hàng cho nó thuận tiện đó, hai cửa hai bên đó. Còn về kích thước của xe á, thì em báo kích thước lòng của xe nha là 2m595, và chiều ngang nó được là 1m550 và chiều cao được 1m330 đó. Quý anh chị có thể cân đối sao cho nó phù hợp với mặt hàng mình chuyên chở, và bên em có hỗ trợ đang trong tháng là giảm 50% thuế trước bạ, cũng như 5-10 triệu khi mình mua trong tháng mới đó. Và cái phần khuyến mãi của xe thì để em báo phần chi tiết bên trong xe nha, và em mời quý anh chị khám phá qua phần cabin của xe coi thử là nó có trang bị những gì nó phù hợp với tiêu chí của mình hay không. Đó, xin mời quý anh chị khám phá phần nội thất bên trong của xe. Sau đây là em đang ngồi trên nội thất của dòng Terra V6 đó. Thì em thấy trước tiên là cái phần về cái thiết kế cabin nó khá là rộng nha quý anh chị đó, nó cách em khoảng tầm 20 phân nữa. Và cũng như là cái phần về cabin thì ghế được trang bị là ghế da nè, đó ghế da khá là đẹp. Và ở phần đặc biệt ở mấy phần thiết kế ngay chỗ phần cabin thì được thiết kế là mạ rơm nè, đó nhìn rất là sáng, mạ rơm nhôm nha quý anh chị. Và cái phần về khuyến mãi của xe á, thì hiện tại đang trong tháng á, thì bên em có hỗ trợ cho mình là bao da tay lái lót sàn, bình chữa cháy, với thêm nữa là camera hành trình theo xe và định vị phù hiệu khi mình tham gia biển số vàng đó. Thì bên em sẽ lo chọn gói cho quý anh chị đó. Rồi
phần về phần học nè, em thấy phần học để đồ phía bên đây, và cái phần về phía bên hông á thì có chỗ để nước nè, đó nó cũng khá là tiện lợi. Và trước tiên là em thấy thêm một cái là thiết kế cho mình là một cái màn hình, đó nó chỉ cơ bản thôi nha quý anh chị. Quý anh chị có thể kết nối AirPods hoặc là thay nguyên cái màn hình Android luôn, đó là tùy ý định sử dụng của mình. Và em thấy kính nè, kính là kính chỉnh điện một chạm nha quý anh chị, đó kính chỉnh điện một chạm. Cái này mà được trang bị thêm cái gương chỉnh điện nữa thì rất là tuyệt vời rồi. Đó, trần là trần bọc da hết toàn bộ từ trước đến sau. Đó, quý anh chị nào mà đang có nhu cầu mà quan tâm về cái mẫu sản phẩm này thì cứ liên hệ ngay số điện thoại ở dưới của em Hoàng nha, để em Hoàng có thể hỗ trợ báo giá chi tiết cho quý anh chị, để quý anh chị có thêm thông tin mình tham khảo. Và hiện tại chi nhánh em đang có ở thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương, thì quý anh chị nào đang có nhu cầu về tham khảo hoặc xem mẫu xe trực tiếp mẫu xe này thì cứ liên hệ với em Hoàng sẽ hỗ trợ cho quý anh chị nha. Rồi xin kính chào quý anh chị và hẹn gặp lại quý anh chị vào những video tiếp theo nha.